Đi làm gặp thượng đế quen cả thế giới kiểu. Dạ, hệ thống Villa xin chào ạ. À, chị đã đặt chút phòng chưa ạ? Bé ơi, chắc em mới làm ở đây đúng không? Dạ, em cũng làm được 1 năm rồi hả? Hay là mới rồi còn gì nữa? Trông bé dễ thương ghê. Trời ơi, cứu tôi ơi. Thôi, không biết không có tội. Chị là Lan. Dạ, thế chị đã đặt chút phòng bên em chưa ạ? Tại hôm nay cuối tuần bên em hơi đông quá chị. Không ai kể với em về chị à? Không ạ, không ai nói về em và chị sẽ đến à? Chắc em chắc thiếu thân chị rồi à bé. Dạ, em cũng không thấy ai tên Lan trong ngày hôm nay á chị. Đưa ra chị xem cho. Dạ không được chị ạ, bên em bảo mật thông tin khách hàng. Bé ơi, chị quen chủ bên em mà. Chị ơi, chủ bên em hôm nay đi công tác rồi ạ. Anh ý lúc nào cũng chạm ở đây vào cuối tuần. Em có khi còn không biết mặt anh ý nữa chứ. Anh chủ sẽ ở đây vào đầu tuần là chủ yếu chị ạ. Mắc cỡ quá. Dạ, nếu như chị chưa đặt phòng trước, giờ bên em đang có trống phòng đơn nhưng không có view biển, chị có muốn đặt không ạ? Bé ơi, chị quen anh chủ được em mà. Chị cũng đã nói trước với ảnh là chị muốn phòng có view biển rồi. Dạ, em không nghĩ trong hôm nay sẽ có phòng đâu ạ. Hiện tại đang kiếm khách ở những phòng có view biển rồi đó chị. Bé ơi, em bảo quản lý ra đây cho chị nha. Chị không muốn làm việc với trẻ con nữa. Xin lỗi, mình sai, mình xin lỗi, được chưa?